Xin chào mọi người ạ, em sẽ lên video tiếp theo số là 539 nha. Hôm nay em lên có tất cả 23 mã cần. Thì những cái mã đầu tiên này nè là một số cây cần tay fit nha. Cần tay fit, cái lô cần tay fit này đẹp lắm nha mọi người, còn rất là mới luôn. Đó, những cây này thì hàng em tuyển em lựa hết rồi nhé. Ngoại hình thì còn hầu như là mới 90% đổ lên. Nhưng mà cái dòng cần tay fit này á, mọi người lưu ý giúp em nhé, hàng Nhật Bản thì nó sẽ không có cứng cao. Độ cứng những cái dòng này thì thích hợp cho mọi người đánh cảm giác thôi. Độ cứng sẽ rơi vào 2.5 tới 3H. Thường thường dòng cần tay hàng Nhật là như vậy nhé mọi người, nó không có độ cứng cao. Còn những cây phía sau thì em sẽ lên là cần 2 khúc 3 khúc nhé. Cần ISO nhỏ thì em có một vài cây thôi, 2 khúc 3 khúc, cần câu biển, cần cắm gốc. Thì số lượng ở đây là 23 mã cần. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho khách nhận hàng kiểm tra thanh toán. Phí ship của mỗi đơn đối với cần là 30.000 một đơn nhé. Mua hàng chuyển khoản hoặc là mua từ 2 cây thì em sẽ bao ship. Rồi mọi người có nhu cầu thì gọi giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp em để em chốt đơn nha. Rồi cảm ơn mọi người, em xin đi vào chi tiết ha. Rồi cây gừng tay mã số 1 nè, một cây gừng lóng ngắn chiều dài 3m6. Cái này thì màu của nó là màu nâu như thế này nhé. Nó còn rất là mới luôn, có đầy đủ phần nút bịch nè. Phần chui của nó là chui vặn như thế này. Tất cả thì cần đều vặn chui được đầy đủ hết nha. Độ lớn gốc ở đây là 17.2, dòng này là 3m6, cứng 2.5. Ngọn này thì tầm khoảng là... Cái này thì phần ngọn của nó là 0.7 ly nha. Ngọn 0.7 ly, màu của nó đồng bộ hết từ đầu gốc tới ngọn luôn. Phôi đẹp mới, trầy xước rất rất là ít luôn. Đầu lóng thì nó sẽ phối màu trang trí như thế này. Dài là 3m60, mã số 1, độ cứng tương ứng là 2.5H nha, cần dẻo dai, câu cảm giác. Nặng của cần này là 130g, rút gọn 58cm, giá của cần là 200.000, mã số 1, giá 200. Số 2, cây này dài là 3m3, còn rất là mới luôn ha, cần này thì lóng ngắn, thu gọn chỉ có là 45cm, màu đen, cán của nó này. Cây này đẹp nhé mọi người, dòng cần hàng nội địa đây, Tokatsu, dòng hàng nội địa Nhật. Chui cũng rất là đẹp luôn ha, chui vặn, chui nhôm như thế này. Phần cán cầm của nó là nó quấn một cái sợi nhựa như thế này nhé. Dài ở trên đây thì nó không có đề thông số, em đo thực tế của nó là 3m3 và cây này độ cứng tầm 3H nha. Dòng cần này thì các đầu lóng của nó có cái sẵn cái vòng kim loại ở từng đầu lóng hết rồi nè. Ngoại hình thì rất là mới luôn. Độ lớn gốc vị trí này là 21.2. Ngọn cần ở trên đây. Đó, ngọn của nó ở trên đây là ngọn đặc nhé. Đo ngọn. Ngọn cây này là ngọn 0.9 đến 1 ly. Đó, ngọn cần đây nhé. Các lóng bên trong nó đều có màu đen hết. Độ cứng 3H nha. Rất là mới luôn. Tình trạng trầy xước rất là ít nha mọi người. Dài là 3m30. Thu gọn 45cm, độ cứng tương ứng là 3H. Dòng Tokatsu, hàng nội địa Nhật. Tổng thể của cần nó như thế này nha. Rồi cân nặng của cần này là 166g. Thu gọn là 45cm, giá cũng là 200.000. Giá 200 mã cần số 2. Số 3 với số 4 em có một cặp này. Cái cặp này nó kiểu dáng tương tự nhau, khác gì dài thôi nha mọi người. Cái dòng này là dạng như là dòng cần tay Tenkada Fit nhé. Cán dòng mà có cái phần tay cán bần này. Ngoại hình cũng tương tự nhau, rất là mới đẹp luôn. Nó chỉ khác cái thông số thôi. Một cây là 3m và một cây là 3m6 nha. Cây 3m và 3m6, độ cứng của cây này thì nó tầm khoảng 3H. Và các lóng của nó cũng đều có cái vòng kim loại đầu lóng hết. Đây, em sẽ đi chi tiết từng cây. Em đi cây số 3 trước, là một cây 3m nha mọi người. Chiều dài của cái cặp này nó là 70cm. Chui nè, chui kim loại, chui vặn, tay cầm là tay cắn bần. Dòng hàng nội địa nhé. Dài 3m, cứng rút 5 lóng. Màu của nó là màu đỏ nâu như vậy.
Góc cần thì vị trí này là 18.2. Cái thể loại dòng này là thể loại ta cần Takada Fit nha mọi người. Dòng Takada này mà là carbon thì em bán rất là chạy. Mà Takada Fit thì ít, rất là ít luôn. Nói chung là em về cả lô thì có hai cây này thôi. Nó dính gì ta? Ngọn 0.7 ly. Phô cái này thì nó đồng bộ màu nâu đỏ như vậy nha. Ngọn nó tháp thời thủy tinh phía trên này. Phô đẹp, ngoại hình còn mới. Rồi, mã này là mã số 3, chiều dài là 3m. Ngoại hình cần đây. Tổng thể nặng là 152g, rút gọn 70cm, cây này giá 250.000. Giá là 250.000 nhé. Tiếp tục số 4 cũng là tương tự, dài hơn xíu thôi, dài hơn 3m. Cây này, cây số 4 là dài 3m6, giá cũng là 250 luôn. Khách nào mình sưu tầm mình lấy luôn một cặp cho nó đẹp ha. Cái này cũng sưu tầm cũng rất là ok luôn, cá của nó thì còn bọc keo này. Dài 3m6, 6 lóng. Đầu lóng cũng vậy, ngoại hình tương tự nhau nhé. Đây. Rất là mới luôn. Bên trong mới đẹp, dài là 3m6. Tướng khoảng 3H. Tổng thể này, mã này là số 4, nặng mà 190g. Rút gọn 70cm, giá 250.000. Số 5 là một cây lóng ngắn nữa, cây này 4,5m nha, rút 10 lóng, dài 4,5m, màu của nó là màu giả trúc này. Cũng rất là mới luôn ha. Đây. Phần chui là chui vặn. Đây thông số của nó. Dài là 4,5m, cây này thì độ cứng khoảng 2,5. Cần này thì phần gốc có độ lớn là 21.2 ly. Và ngọn cần là 0.6. Ngọn cần 0.6 nha. Ngọn đây. Độ cứng là 2,5 thôi. Cần dẻo nha. Đa số độ cứng này thôi mọi người. Tầm 2,5 tới 3H thôi. Đây, cắt lóng bên trong. Mới đẹp nha. Màu đen hết các lóng, mà đầu lóng thì nó phối màu vân vàng như vậy nè. Rút 10 lóng tất cả. Ở đây nó có một cái vết tróc sơn ở đây nè. Đây xước đây xíu thôi. Rồi. Dài là 4,5m, cứng 3H nha. Tổng thể đây, nặng là 192g, rút gọn 55cm. Số 5 này giá 200.000. Số 5 giá 200. Cây số 6, cây này... Cây số 6 là một cây cần đai qua lóng ngắn. Cây này thì là một cây cần phíp đỏ dài là 5,3m, hàng của đai qua. Rất là đẹp luôn. Cây này hầu như em không có thấy trầy xước luôn. Rất rất mới nha mọi người. Phôi nè. Đây. Phôi của nó là dòng phôi trong á nha. Phôi phíp đỏ, phôi trong. Và đọt của nó là dòng đọt đặc nè. Đây mọi người thấy nha. Nó hơi bị khó thấy. Đây. Phôi trong, phôi phíp đỏ, phôi trong rất rất là đẹp luôn. Có đầy đủ nút hết. Cây này lóng ngắn, rút gọn 48cm thôi. Độ cứng cây này là cứng 2,5. Góc 26 ly, 26.1. Có nút nè. Đây em sẽ đi cắt lóng. Ngọn cần. Cây này thì ngọn 0.6 ly. Phần ngọn cần đây. Ngọn cần đây nha mọi người. Lóng 2 nè. Bên trong cắt lóng rất là đẹp luôn. Cây này thì em không thấy trầy xước gì luôn á mọi người. Rất là bóng đẹp. Đó, rất là mới luôn nha. Lóng ngắn, dài 5,3m nên là rút rất là nhiều lóng luôn. Cái này mọi người bỏ ba lô, bỏ cốp xe. Đó.
cần tây lóng ngắn, đai qua dài là 5m3, độ cứng là khoảng 2.5 nhé. Dòng hàng nội địa tổng thể đây, nặng của cần là 260g, mã số 6, rút gọn 48 cm, cây này giá là 300.000, mã số 6 giá là 300. Số 7 là một cây cần dài là 3m6, đây, cần tây giả trúc lóng dài 3m6, cây này cái phần nhựa ở đây nó hơi bị tuôn một xíu nhé. Đó, về mọi người gắn thêm keo giúp cho em, nhưng nó không có bông ra nhé mọi người, nó bị lỏng cái phần keo cuốn phần tay cầm thôi. Dài là 3m6, cây này thì độ cứng khoảng 2h rưỡi tới 3h. Cây này thì nó có trầy nhẹ thôi. Đó, tróc sơn vài vị trí như thế này. Màu giả trúc nhé. Cái này đầu lóng này nó bẩn nè mọi người, còn đây nó tróc sơn rồi. Độ lớn gốc là 16.7. Cái này ngọn là 0.6, độ cứng tương ứng là 2h rưỡi 3h nhé. Đó, ngọn thì đen như thế này. Lóng 2. Vân giả trúc nhé. Lóng thứ 3. 4 lóng. Cần này có 4 lóng. Đồ lóng này thì nó dính với keo dính nhé. Cần tay lóng dài, dài là 3m60, tổng thể của cần nặng là 144g, chiều dài rút gọn là 103 cm, cây số 7 giá là 180.000. Số 7 giá là 180. Cây số 8 là một cây của Daiwa nhé, dòng này dài là 3m9, một cây cần dài 3m9 của Daiwa, cần tay fit giả trúc, phần chui của nó đây, đó, cán của nhớ cuốn nhựa, hàng Daiwa dài 3m9. Góc cần 15.4, màu của nó như thế này, ngọn cần đây, cây này thì cũng 2h rưỡi. Ngọn là 0.6 nha mọi người. Ngọn 0.6 ly. Phần ngọn đây. Câu cực kỳ dẻo dai, cảm giác luôn nhé. Lóng thứ 2. Lóng 3 nè. Hàng của Daiwa, chiều dài là 13.3m9, tổng thể đây. Nặng là 164g, rút gọn 92 cm, mã số 8 giá 200.000. Số 8 giá 200. Cây số 9 cũng là một cây cần tây giả trúc, cây này thì có thông số là 4m8 nha mọi người. Dài là 16 ft, là 4m8, một cây cần của Suzumi. Cây này thì nó là vân giả trúc này. Phôi đó nó có cái vân sọc màu giả trúc, cái cây này thì làm phôi nó cũng màu rất là đẹp nha mọi người. Phần chui đây. Dài là 4m80, hàng của Suzumi. Góc của cần ở đây là 18.4. Thì cây này cũng dao động độ cứng 2h rưỡi tới 3 nhé. Lóng dài như thế này. Ngọn cần là 0.7 ly. 0.7 ly nha. Đó, ngọn 0.7 ly. Lóng 2 đây. 1-2 là màu đen. Lóng thứ 3 nó làm vân giả trúc. Dòng Suzumi này fit hay carbon gì nó phôi nó cũng làm đẹp lắm. Đó, cái này cái màu fit nhưng mà nó làm phôi sọc này. Nó có vân sọc giả trúc rất là đẹp. Đó. Phôi mới đẹp nhé mọi người. 4m80 cần của Suzumi. Rồi tổng thể, mã số 9 nặng là 196g, rút gọn là 92cm, dài là 4m8, giá là 230.000, mã số 9 230. Hai cây số 10, số 11, em có hai cây 6m3, hai cây cần tay fit 6m3, cây này thì to nhé, phần gốc này, nhất là cây số 11 nó sẽ to hơn, em sẽ đi cây số 10 trước. Số 10 này là một cây cần Shimano fit đỏ nha mọi người. Dài là 6m30, hàng của Shimano nó có cái tem nên nó hơi mờ đây này, và vẫn thấy nhìn bên ngoài vẫn thấy được đấy mọi người. Nó có cái Shimano đây, dòng này là của Shimano 6m3, phôi cần là phôi fit đỏ. Đây, nó là dòng phôi fit đỏ nhé. Fit
cái phôi cũng rất là ok luôn, ngoại hình cũng còn khá là sáng. Có trầy nhưng mà trầy xước một vài vị trí nhỏ nhỏ thôi, không có trầy nhiều. Gót của nó này 30 ly, 29.9, 30 ly là độ lớn phần gót nhé. 29.5 này, 29.5, mọi người xem video để ý cái phần độ lớn của gót nha. Tại vì dài, cần tay fit mà nó dài thì gót nó phải to và trọng lượng nó sẽ nặng hơn so với các cây khác. Thì nên mọi người xem kỹ video em báo độ lớn gốc này và cân nặng của cần thì mọi người hãy chốt nha. 6m3, độ lớn là 29.5 phần gốc cần nha mọi người. Ngọn cây này 0.6 ly, cần rút ra nó cong đầu cần, hơi cong đầu cần nha, ruột cứng khoảng 2.5 hát. Nó không có thể dài nên là không có thể rút ra thẳng tân được giống như những cái cây mà 3m, 3m rưỡi, 3m6 được nha. Nó sẽ cong nhẹ phần đầu cần đấy, mà nó có độ dẻo rất là cao, 2.5 hát. Lóng 2 này, dòng này phôi phíp đỏ, phôi cũng rất ok nhé. Dòng phôi phíp đỏ này xài là bao bền luôn. Đó, phôi bên trong cũng khá là đẹp, có trầy nhưng mà kiểu sức dâm nhẹ thôi nhá. Cái này 6m3. Hàng này của Shimano, dòng Shimano Nhật nha mọi người. Hàng phíp đỏ. Đó, góc thì nó có vài vị trí nhẹ nhẹ như thế này thôi. Cứng 2.5 hát, mã số 10 tổng thể đây. Nặng là 366g, rút gọn 90cm, giá cây này 280.000. 280.000, mã 11. Tiếp theo là mã 11, cây Shimano phíp đỏ là mã số 10. Tiếp theo cây 11 là em có một cây này là Olympic hàng nội địa Nhật nha. Này gốc to hơn nữa nè, nó nặng hơn nhưng mà nó cứng hơn cái cây số 10 một xíu nha. Cái này thì màu của nó là màu giả trúc đây, hàng của Olympic, dài 6m30. Cái này thì có đầu, có vòng kim loại sơ mi đầu lóng như vậy. Phần chui đây, chui là chui vặn. Gốc cây này lớn nha mọi người. Gốc cây này là 33.8. Hàng của Olympic, dài 6m3. Bên trong cây này cũng còn rất là đẹp luôn. Cái này thì ngọn 1.4 ly. Đó, cây này cứng hơn, 1.4 ly nha. Phôi đây. Cắt lóng bên trong đẹp mới nha. Có đầu chống nổ đàng hoàng đầy đủ. Bên trong rất là mới đẹp. Rồi, 6m3. Giá của cần này là 300.000, mã số 11, giá là 300 nha mọi người. À, cây này thì nặng là 700g nha, 700g, hàng của Olympic nội địa Nhật. Đây, 6m3, cây này thì khoảng 3 hát đổ lên, nặng là 770g, thu gọn là 107cm, cây này 11 giá 300. Tiếp theo, số 12, 12 thì em có một cây cần lua nhé. Cây này cần lua máy ngang mọi người. Lua máy ngang hàng của Ryobi Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này là cần 5 khúc nhé. Rút chỉ có 35cm thôi, khoen bát là Fury. Nhưng mà cây này chất liệu fit nhé, fit chứ không phải carbon nha mọi người, dài 1.5m thôi. Đây, rất là nhỏ như thế này, ngắn như thế này thôi. Khách nào mà bỏ ba lô, bỏ cốp xe, tranh thủ đi câu thì mình lấy ha. Cây máy ngang này, em đi chi tiết này, gốc của nó này. Bát là bát vặn, bát Fury. Đó, màu đỏ nhé, màu đỏ đô. Cái thông tin của nó nằm lóng giữa này. Ryobi này là một hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. 1505 là 1.5m và 5 lóng. Đó, Dina Cutting. Cái này thì độ cứng khoảng L nha mọi người. Cứng khoảng L thôi, tải mồi tầm 10g. Khoen thì khoen Fury hết, Fury xứ xanh. Cái này khoen đẹp còn mới. Nói chung ngoại hình cần cũng còn khá ok. Rút gọn của nó là chỉ có 35cm thôi. Bu cũng là bu Fury luôn.
này nặng của nó là 166 gram, cái này hơi nặng cái phần cán thôi này, cái cán này thì nó làm cây cần nó nặng hơn một xíu thôi, chứ còn phần thân của nó thì khá nhẹ nha. Cây này giá là 350.000, 166 gram, mã số 12, cần 5 khúc như thế này nhé. Dài là 1,5 m và độ cứng tương ứng là L, khoen bát là Fury, hàng của Ryobi, nội địa Nhật. À em nhầm, hàng Quốc xuất Nhật, giá là 350.000. Tiếp theo từ mã số 13 trở đi là em có một số cây cần carbon nhé. Chỉnh cái camera qua đây cho nó dễ xem. Rồi tiếp theo một số cây carbon nè. À, một cây cần ISO khoen nhỏ, cây này thì dài 3 m, ngọn số 2 nhé mọi người. Cái này lóng khá là dài, rút gọn cây này là 107 cm. 107 cm, cây này của hãng gốc này, cây này thì màu đỏ nhé, màu đỏ như thế này. Gốc cần ở đây là 18.9, Bass Fury FS7. Cái này là của Sabiki, dòng này nó hàng của hàng China xuất Nhật đó mọi người nhé. Sabiki của hãng Promarin này, ngọn số 2 dài 3 m. Đó, màu đỏ, phối đen, các lóng thì màu đen, gốc thì màu đỏ. Khoen cái này nó là cái này nè, các khoen của nó là khoen Fury, nhưng mà đầu bu là đầu bu thường nha. Đầu bu là đầu bu thường, còn khoen là khoen Fury. Ngọn cây này ly 6, độ cứng số 2 và độ dài của nó là 3 m. Cái này thì phôi cũng còn ok, còn mới nha. Thằng carbon. Rút cây này chỉ có 3 lóng thôi, dài 3 m. Khoen bát Fury bị lai đầu bô thường. Hàng của Sabiki, Sabiki Special, tổng thể của nó đây. Nặng của cần là 132 gram, rút gọn là 107 cm, số 13, giá là 450.000. Số 14 em có một cây Nissin, cây cũng là dòng ISO khoen nhỏ, dài 3 m 6, của Nissin, ngọn số 1 ISO nha. Phần chui của nó này. Đây, Nissin. Bát là Fury FS6, ngọn số 1 3 m 6, cây này là Nissin Rose Square nha. Đó, tem nhãn đầy đủ, cũng là dòng lóng dài, khoen Fury luôn, khoen bát là Fury. Cái này thì nó cũng có cái này 4 lóng, 3 m 6, 4 lóng. Ngọn thì 0.9, ngọn của nó là ngọn 0.9. Đó, bên trong đây, phần ngọn của cần nha. Lóng 2. Phôi của dòng Nissin carbon xoắn nhé. Lóng 3. Ở cây này thì nó có vị trí ở đây, nó bị sờn xưa nước sơn này mọi người này. Đó, nó không vào phôi nhé, nó bị trầy nước sơn ở đây xíu. Nhìn rờ là nó không có bị cấn tay luôn mọi người. Đó. Đây. Đây mọi người nhé. Đó, nó chỉ bị sơn, lớp sơn bên ngoài thôi. Một xíu ha, còn các vị trí khác rất là mới luôn. Nissin dài là 3 m 6, ngọn số 1 ISO khoen nhỏ. Tổng thể đây, cân nặng là 114 gram, rút gọn là 102 cm, mã 14, giá 600. 14 600. 15, một cây cần Olympic, cần rút nha. Cái này rút 2 lóng, cái này thì mọi người có thể lua cũng được, lua cũng ok luôn. Này lua thì nó cầm từng tầm ML nhá, dược cần của Olympic 2 lóng. Đó, cần khúc thì nó tương ứng độ cứng khoảng là cứng 15. Lua thì nó tầm khoảng 2ML và 2 m 1, hàng Olympic Plus Bin. Phát là Fury FS6, rất là nhỏ nhé, nhỏ gọn, có 2 lóng thôi, khoen Fury nha mọi người. Cây này thì nó có 4 khoen này, 4 khoen Fury, cả đầu bu nó bị nứt một cái vòng kim loại ở đây này mọi người này. Đó, còn các khoen khác ok, lòng sứ ok nhé, lòng sứ thì không có lỗi gì hết. Cái này ngọn 2.1 ly. Đây, phôi của cần carbon xoắn như thế này. Đó, đúc tất cả 2 lóng thôi, hàng của Olympic, dài là 2 m 1, rút tất cả 2 lóng, khoen bán là Fury, mã số 15, cân nặng của cần là 144 gram, chiều dài thu gọn là 110 cm. 15 giá là 400.000, mã 15 giá là 400.000. Thứ 16 em có một cây cần máy ngang 2 khúc,
Mấy ngàn hai khúc cây này là thuộc dòng dáng, độ cứng của cây này là cứng tầm khoảng 20-30 nha mọi người. Dòng cần giống như cần hai chi mà dạng mấy ngang nha. Hai khúc à. Phần gốc nè. Gốc cây này là của Marine Rock, dòng này nó của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Mấy nha, bát đẹp, cái này thì ngoại hình cũng còn mới. Đó, bát Fury tem vàng. Made in Korea. Dài 2m1, cây này nó còn 2m5, có hụt một xíu ngọn nha mọi người. Fan Fury. Còn 2m5 thôi. Đây gốc này. Cả là khoen Fury hết. Đó, cây này thì rất là cũng rất nhiều khoen đã lên lại cái bu Fury Seed đây rồi. Bu này lắp lại bu Fury Seed rồi nha. Ngọn cây này là 1.2 ly, dài 2m5, thực 2m5, cứng khoảng 20 nhé. Cứng khoảng 20. Rồi, tổng thể cần đây mã số 16. Máy ngang, tổng thể đây, nặng là 168g, cần số 16 này giá là 400.000. 400.000 số 16 nha. Rồi số 17 là một cây cần đai qua, hai khúc dòng Kenyaki. Kenyaki màu nâu nhé. Cán của nó là dòng cán gỗ này. Cán gỗ hết. Đây, logo của nó đây, hàng Daiwa. Bát là bát Fury luôn, bát vặn của Daiwa nha mọi người. Này thì dài là 2m1, cứng 30. Đó, mọi người câu ngâm, câu lăn xê cây này ok lắm nha. Đó, khoen Fury, cây này thì ngoại hình cũng còn khá là đẹp. Dòng này là hàng nội địa của Nhật nha, cứng 30, 2m1. Phô carbon xoắn hết. Bu đây. Đó, khoen bát đồ cần nguyên bản nhé. Dính gì tay. Ngọn cây này là 1.7 ly. 1.7 ly, 1.8 ly nha. 1.7 ly, 1.8 ly, dài 2m1, cứng 30. Hàng Daiwa Kenyaki, carbon xoắn 2 khúc. Mã 17. Mã 17 nhé. Nặng là 340g, dài 2m1, cứng 30 và giá 800. Giá 800, cây 17 giá 800. Rồi tiếp theo số 18. 18 của em có cây 3 khúc này. Cây này còn nguyên túi này, còn nguyên túi và rất rất mới luôn ha. Hàng của Daiwa, dòng Houdalock carbon 2 da xoắn. Rất là mới đẹp, đây phần chui. Chui của nó đây. Mới ken nè mọi người. Đó, khoen của nó là dàn khoen Fury loại xám, tem nhãn đầy đủ. Khoen 2 da xoắn như thế này. Bát Fury vặn nha. Cái này thì hầu như không có trầy gì luôn á. Cứng 80, dài 3m. Daiwa Cross Carbon nhé. Dòng này thì là hàng của Taiwan xuất Nhật nha. Cái dòng này là của Taiwan toàn bộ mọi người ơi. Hàng sản xuất ở Taiwan. Đó, Bu Fury loại xứ xám. Để em đo phần ngọn cần. Ngọn cây này là 2.6 nha. Ngọn 2.6, 2.7. Tất cả là khoen Fury xứ xám và phôi cần là carbon xoắn ít này. Rất là mới đẹp, cứng 80, dài 3m. Khoen bát Fury. Rồi tổng thể của cần. Mã này là số 18, nặng là 426g, giá là 1.300.000. 1.300.000. Tiếp theo lên 19. 19 em có một cây cần 3 khúc khoen xích lá như thế này nha. Khoen Fury xích lá. Cây này thì đây để em tháo ra. Một cây cần dài 3m, cứng 50. 3 khúc khoen Fury xích lá hết. Phần gốc của cần đây nha mọi người. Chui là chui cao su. Cái này thì có phần gốc của nó là carbon xoắn ít như thế này. Carbon xoắn ít phần gốc nhé. Bát là bát Fury. Độ cứng 50, độ dài 3m. Carbon rod. Cái này thì phôi nó cũng có sần xước nhẹ thôi. Ngọn và lóng giữ của cần đây. Tất cả là khoen lá hết nha mọi người. Cái này có 2, 4, 6, 8, 9 khoen. 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Dài 3m và độ cứng là cứng 50. Đầu bu cũng là đầu bu Fury xích lá luôn.
ngọn 2.3 ly, ngọn là 2.3 ly, cứng 50, dài 3 mét. Rồi mã số này là số 19, tổng thể đây 19 này nặng của nó là 336g nha, giá là 900.000. Mã số 19 giá là 900, cứng 50, dài 3 mét. Tiếp theo cây số 20, một cây cần máy ngang cắm gốc, máy ngang cắm gốc chiều dài là 1m75, cần máy ngang cắm gốc nha. Phần chui của nó này, cán của nó là mút xốp màu đỏ, bát vặn nha, bát hãng. Cái này thì em thấy ở đây bát máy ngang nè, ghi gì đây nè, không thấy ghi chữ Fury đó, này em nói bát vặn hẳn nha. Đó, cần cắm gốc carbon. Ngọn của nó nè, cái này là ngọn ngọn đặc đó mọi người nha. Cái dòng này em bán nhiều cây rồi đó. Ở ngoài á, là nó áo carbon thôi, còn cái lõi bên trong của nó, cái dòng này là lõi đặc. Trên đây thì nó bị mờ thông số, cái tem thông số nó mờ hết rồi. Nó do thực tế 1m75, khoen của nó là khoen Fury 6, cần máy ngang. Tất cả là khoen Fury 6 hết. Khoen Fury 6 toàn bộ nha mọi người. Bu cũng là bu Fury 6 luôn. Bu 6 luôn nha. Ngọn 2.5 ly, ngọn của nó là 2.3 ly, 2 ly đến 2.5 ly nha. Nói chung là đo tất cả điện tử nó thì không có chính xác lắm. Đó, phần ngọn này, cái dòng này thì câu kéo khá là khỏe, cần máy ngang nhé mọi người. Dài là 1m75, cắm gốc như thế này. Cân nặng của cần nó là 256g. Cây này thì cứng khoảng 40 tới 50 gì đó. Giá là 700.000, nặng 256g, số 20, cần máy ngang, giá 700, khoen Fury 6 hết. Số 21 là một cây cắm gốc luôn, cây này dài 2m nha mọi người, cần của Alpha Tucker cắm gốc. Cây này thì khoen đẹp nè, dàn khoen Fury 6 rất đẹp, gốc đây, cán của nó nè, bát Fury tem vàng, bát vặn, chui cao su, gốc, thông số của cần đây. Dòng này là Alpha Tucker của Hàn Quốc xuất Nhật. Đó, thông số là dòng này là J2011 này, dài 2m. Alpha Tucker nhé, nó có thông số đầy đủ lắm. Đó. Và khoen cây này là khoen Fury 6 hết nha mọi người. Khoen Fury 6 này. Cái này đầu tiên của nó là Fury 18, nó có cái số ở nơi chân khoen nha. Tất cả Fury 6 hết. Các khoen còn sáng đẹp ha. Bu của nó cũng là bu Fury 6 luôn. Cái này thì có 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái này khách nào mà 2.5 mét nha, phần ngọn 2.5 mét. Cái này khách nào mà câu máy điện á, câu dít, câu máy điện, phần ngọn của nó này, nó lại dẻo dai. Dài tổng thể là 2m cắm gốc. Giá cây này là 1.200.000. Nặng của cần là 458g, mã 21, giá là 1.200.000. Rồi số 22, một cây dài 2m05 một khúc. Cây này là cần như cần Nhật. Người ta làm, người ta cuốn nè. Đấy, người ta đi kim tuyến hết luôn. Đó mọi người, đi toàn thân cái ngọn, cái gốc, cái ngọn này là ngọn xương nha mọi người. Ngọn xương đặt người ta đi nè. Cực kỳ đẹp. Khoen cây này thì khoen của nó là khoen Fury 6. À, không có thương hiệu gì hết, tại vì người ta đi chỉ đi kim tuyến đi hết rồi mọi người, nên là em cũng không rõ là cái của hàng gì hết á. Đó, em về rất là nhiều cây nó đi như thế này. Gốc của nó thì cây này nó một khúc thôi nha, nó không phải dòng cắm gốc. Chui đây, tay cầm của nó này, kim cái này thì cái này giống như là nó bọc mút xốp bên ngoài thôi ha, bát vặn. Dài 2m05 một khúc, khoen Fury 6, khoen rất là chắc chắn. Đó. Bu của cần đây, này là bu rồng rọc nhé, bu này, bu của nó bị bu như thế này. Này đo ngọn thì cũng không chính xác lắm mọi người ơi, tại vì nó đi keo á, đi chỉ đi keo toàn bộ từ nguyên cái phần ngọn thôi. Em đo vị nến này là 6.3 ly nhá, nó cứ là cứng, cái dòng này cứng lắm nha. Khách câu
Còn đáy, hoa ghe còn đáy. Đây, phần ngọn rất là cứng luôn. Dài là 2m05, nặng là hơn 1kg lận nhá mọi người. Cái gân phần ngọn này, ngọn xương đặc, rất là cứng luôn. Nặng nặng là hơn 1,1 kg. Giá cái này 1 triệu nha mọi người, giá là 1 triệu. 2m05. Ship cũng rất là cồng kềnh luôn. Mã số 22 nhé, giá là 1 triệu. Thôi em không đi ship hết. Rồi số 23 em lên một cây cần cắm gốc. Một cây cần cắm gốc nhôm. Cái này dài là 2m1. Đây. Cắm gốc nhôm nha. Cần biển cắm gốc như thế này. Cắt nhôm vặn. Phần ngọn này. Cái này thì cái lớp bọc mà ở đây thì nó bị như thế này thôi. Nó về mọi người có thể quấn lại như cái này thì để quấn cho cầm êm tay thôi. Đó. Thông số của cần hả? Khoen Furisic nha mọi người. Dòng này khoen biển, khoen Furisic. Cái này là cần gì? Có logo này. C-Power 30LB và 2m1. IGFA gì ghi tên ở trên này. Khoen Furisic hết. Màu trắng nha mọi người. Khoen Furisic. Còn này thì bu của nó đây. Bu của nó là Furigo, xích go. Bu rồng rọc nhé. Bu kiểu như thế này. Đọt này cũng là đọt đặc nha. 30LB ngọn 6 ly. Gồm 6 khoen cả bu. Tổng thể của nó đây. Mã số 23. Mã cuối cùng nha. Cũng rất là cứng luôn. Nặng là 992g. 23 giá là 1.800.000. Số 23 giá 1.800.000. Rồi. Em giới thiệu tất cả là 22 mã như vậy nha. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Em cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.